Diệu Nhi tiết lộ lý do không xuất hiện thường xuyên với anh Tú. Diệu Nhi cho biết cô và ông xã không quá quan trọng việc phải đồng hành với nhau trong tất cả các sự kiện. Thay vào đó, cả hai ưu tiên sự thoải mái và độc lập trong công việc. Sau đám cưới với diễn viên anh Tú, Diệu Nhi bắt đầu trở lại với hoạt động giải trí. Cô không chỉ tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mà còn tích cực trở lại với màn ảnh rộng với hai bộ phim Trên Bàn Nhậu, Dưới Bàn Mưu và Gặp Lại Chị Bầu. Chia sẻ với chúng tôi về sự nghiệp của mình, Diệu Nhi cho biết cô cố gắng hết sức để khán giả nhìn thấy được sự khác biệt của từng nhân vật mà cô đảm nhận cũng như không sao chép hình ảnh của mình ở ngoài đời lên phim. Mặt khác, nữ diễn viên Chị Ấy cũng nhấn mạnh mình không phải là người kén chọn vai. Diệu Nhi tâm sự, từ đó đến giờ khi nhận phim, điều đầu tiên tôi đề ra là mình phải thích và hứng thú với dự án đó. Thứ hai, tôi và các anh chị em trong phim sẽ mang đến điều gì cho khán giả cũng như sau bộ phim đó mình đạt được điều gì cho bản thân. Tôi không nghĩ mình kén chọn vai mà chỉ lựa chọn những gì phù hợp với mình. Có những lúc tôi cũng muốn thử thách chính mình nên chọn những dự án khác biệt và cho dù thành công hay thất bại thì mình vẫn có bài học riêng. Đồng thời, tôi cũng học hỏi được từ nhiều anh chị diễn viên khác vì tôi thấy nghề này cần học hàng ngày. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình diễn hài quá vui, quá hay nên được quyền kén cá chọn canh. Bên cạnh đó, Diệu Nhi cho biết cô được gia đình chồng ủng hộ khi trở lại hoạt động nghệ thuật. Nữ chính Trên Bàn Nhậu, Dưới Bàn Mưu chia sẻ, thật sự công việc chiếm rất nhiều thời gian của tôi, nhưng tôi vẫn có thời gian ngủ và lúc đó tôi dành cho gia đình của mình. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi mới vào nghề thì được ba mẹ và chị gái ở bên cạnh. Đến khi kết hôn, tôi còn được gia đình chồng và chồng hỗ trợ để công việc của mình tốt hơn. Ai cũng nói rằng kể từ khi có chồng tôi xinh xắn, rạng rỡ và siêng tham gia chương trình hơn. Diệu Nhi thẳng thắn về lý do không xuất hiện thường xuyên cùng ông xã như nhiều cặp đôi khác sau khi về chung một nhà. Tôi nghĩ rằng mỗi người có định hướng riêng trong công việc và cuộc sống. Đây là quan điểm cá nhân chứ việc xuất hiện chung hay riêng, tôi thấy nó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là mình thoải mái với việc đó. Tôi cũng từng tâm sự rằng ở một thời điểm nào đó, định hướng sự nghiệp của mình có thay đổi thì tôi sẽ có thể cởi mở về chuyện gia đình. Ngoài ra, Diệu Nhi cũng cho rằng cô không quá để tâm đến những tin đồn tiêu cực về chuyện hôn nhân của mình. Cô bộc bạch, tôi nghĩ những tin đồn không chỉ xảy ra với nghệ sĩ mà những người làm công việc khác cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, thời gian sẽ chứng minh tất cả và sẽ cho mọi người thấy nhiều khía cạnh hơn nữa. Còn nói về việc lên tiếng hay giải thích hay không thì tôi nghĩ mình còn nhiều thứ cần phải chú tâm hơn. Đó là công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.